Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ đang trong khối không khí lạnh suy yếu chậm lệch đông. Trời nhiều mây, sương mù che phủ nên nhiệt độ rất thấp. Trong sáng nay, hầu khắp miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Với các tỉnh ở Trung Du, Đồng Bằng, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ. Khu vực vùng núi cao dưới 8 độ. Đến trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ toàn miền tăng lên từ 22 đến 25 độ. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến cuối tuần này, tức là ngày 26 tháng 12, và sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới mạnh tràn về. Lưu ý, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra rét đậm, rét hại rất cao ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, xuất hiện băng giá. Không khí lạnh suy yếu làm cho nhiệt độ miền Trung trong ngày hôm nay có nhiều chuyển biến tốt. Đến trưa chiều trời chuyển nắng với nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế từ 23 đến 25 độ. Về đêm và sáng sớm mai trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 31 độ. Về chiều tối và đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trời lạnh nên nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Dự báo cuối tuần này miền Trung cũng có mưa rải rác vài nơi. Lui xuống thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ, ở khu vực Tây Nguyên trời cũng khô ráo và nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Về đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Bên cạnh đó, các tỉnh thành thuộc Nam Bộ thì về chiều và tối lại có mưa rải rác nhẹ vài nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 27 đến 30 độ, mát mẻ dễ đêm với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Trên biển ở phía bắc của Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 4, không có mưa. Còn khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và có mưa rải rác vài nơi khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Ngoài ra, hiện nay, trên vùng biển phía đông nam của Philippines lại xuất hiện thêm một áp thấp mới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ GFS cho biết, trong những ngày tiếp theo, cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền miền Trung Philippines và sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.